những thông tin nóng bỏng bổ ích cho sinh viên, những hoạt động sôi nổi của các trường đại học cao đẳng trong tỉnh và cả nước. Hãy đồng hành với một tin tức sinh viên để cùng hòa nhịp với tình hình của cộng đồng sinh viên. Tin tức sinh viên. Sáng nay ngày 4 tháng 8 năm 2013, chương trình từ thiện mang tên Children's Day 2013 đã diễn ra tại khu du lịch Bảo Đại, thành phố Nha Trang do nhà hàng Đèn Lồng tổ chức, nhằm mang lại cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh kém may mắn một mùa hè vui tươi trước khi bước vào năm học mới. Nhà hàng Đèn Lồng đã lên kế hoạch và kêu gọi tài trợ trong suốt tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Đến tham gia có đông đảo các tình nguyện viên là sinh viên, thanh niên của các nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố Nha Trang. Và để hiểu rõ hơn về hoạt động này, chúng ta sẽ cùng kết nối với cộng tác viên Xuân Thành ngay bây giờ. Xin chào Xuân Thành. Alo, chào Thùy Trinh, chào Lệ Hằng. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang nghe chương trình FM Sinh viên Khánh Hòa. Xuân Thành hiện đang có mặt tại khu du lịch Bảo Đại, nơi đang diễn ra ngày hội Children Day dành cho các em nhỏ kém may mắn đang sinh sống tại các mái ấm nhà mở trên địa bàn tỉnh. Chương trình sẽ được diễn ra trong một ngày với nguồn kinh phí lấy từ quỹ từ thiện của nhà hàng Đèn Lồng và vận động một số nhà tài trợ lớn như là khách sạn Sheraton và các mạnh thường quân lớn ở nước ngoài. Ban tổ chức sẽ trao tặng cho các em một số dụng cụ học tập như là bút vở nè, rồi một số thực phẩm như sữa bánh và một phần kinh phí cho các trung tâm nấu một bữa ăn ngon và tổ chức vui chơi sinh hoạt cho gần 500 em với tổng kinh phí lên đến 70 triệu đồng rồi đó các bạn ạ. Và được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên thì các em đã được tham gia các trò chơi rất là vui tươi và mang tính chất đồng đội như là chèo thuyền trên cạn rồi đánh trọng giả kéo co. Hiện bây giờ thì các em đang chơi trò chơi ăn chứa nhanh rất là vui nhộn. Và trưa đây thì các em sẽ được ăn buổi trưa cải thiện và sinh hoạt văn nghệ nữa. Chúng ta sẽ cùng nghe cảm nhận của một em khi được tham gia ngày hội này nha. Rồi chào em giới thiệu về mình cho các bạn được biết. Vâng, chào các anh chị. Em là Nguyễn Thị Huy Phượng, là một thành viên của mái ấm chùa Phật Bổ. Hôm nay rất vinh dự được đến đây, được tham gia chương trình và thay mặt mái ấm phát lên những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Các em có mặt trong ngày hôm nay đa phần là các mồ côi, người có hoàn cảnh rất là khó khăn, đặc biệt là những mảnh đời rất là bất hạnh. Hôm đã được các nhà hảo tâm đồng cảm, quan tâm và chia sẻ, đã tạo nên một sân chơi rất là lành mạnh, thật là vui tươi, mang đậm tính nhân văn, nhân ái. Chào Phượng. Hôm nay là một ngày vui chơi rất là ngắn ngủi, nhưng chắc chắn các em sẽ ghi nhớ mãi mãi. Thì Trinh có điều gì muốn nói với bạn nhỏ đây không ạ? Hằng đó, Hằng muốn hỏi bạn Phượng đó là sáng giờ thì không biết là bạn Phượng đã chơi được những cái trò chơi nào rồi ạ? Vâng, các em thì đang chơi trò ăn chuối ạ. Rất là vui. Phường của ta thì hơi chiều cao, hơi khiêm tốn cho nên là chưa được chơi trò ăn đúng rồi ạ. Hứa hẹn sẽ được chơi những trò chơi sau, rất là vui nhộn. Và nếu được nói một điều gì đó với ban tổ chức thì Phường sẽ nói điều gì nè? Vâng, nếu được nói với ban tổ chức thì em mong các nhà hậu tâm, các nhà tổ chức sẽ tạo nên cái sân chơi lành mạnh cho các mái ấm để các mái ấm có thể được giao lưu chia sẻ. Em không biết nói gì hơn, có lẽ là bằng cái lời chúc sức khỏe đối với các ban tổ chức và các nhà hậu tâm. Mong chương trình hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Bạn ơi, để giúp cho các em có một ngày vui chơi thật là trọn vẹn thì Thành cũng như là các bạn tình nguyện viên của chương trình đã phải xuất phát từ sạn Sheraton từ lúc 5 giờ sáng nay để đi đón các em từ các mái ấm từ khu du lịch Bảo Đại. Có nhiều em ở rất là xa, Thành và Thị Trinh biết không, có nhiều bạn ở rất là xa, cách thành phố Nha Trang đến 30-40 km nọ và phải đi vào đây phải khoảng một tiếng đồng hồ. Mặc dù xa như vậy nhưng mà các em rất là háo hức để gặp gỡ về vui chơi trong cái ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp một bạn tình nguyện viên trong hoạt động này để xem thử là bạn đã làm những gì hôm nay nhé. Xin chào các bạn, em xin chào các bạn. Mình là Ngô Quốc Đạt, mình đến từ mình là đại diện của một trong các tình nguyện viên tham gia chương trình ngày hôm nay, và một tình nguyện viên ở những cái nhóm Hali nói riêng. Mình hôm đến ngày hôm nay nhận nhiệm vụ là tham gia giúp đỡ và dẫn đường đi đón các em và từ sáng sớm giúp các em tham gia ngày chiều đến đây ngày hôm nay, giúp các em có một ngày thật tuyệt vời, vui chơi thật tuyệt vời, thoải mái. Khi tham gia hoạt động này thì bạn cảm thấy như thế nào?
Khi tham gia hoạt động này thì cảm nghĩ mình là một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn cũng như là cái hoàn cảnh có mái ấm neo đơn trên khắp cái địa bàn của tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay là tụ hội về đây mang đến đây một sắc màu mới, vui tươi, trẻ trung. Đại diện cho nhóm tình nguyện, tất cả các bạn tình nguyện, mình có một vài điều đó là cảm nghĩ thật là tuyệt vời. Mình rất rất là vui cũng như là hào hứng vì khi tham gia cùng tất cả các em, nhìn những nét mặt rất là vui tươi, dễ thương và đầy đáng yêu như thế thì chúng tôi, những người tình nguyện, những người trẻ tuổi, tất cả các bạn sinh viên luôn phấn đấu và là tạo cho các em một ngày thật là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Không biết là Lệ Hằng và Thùy Trinh có muốn hỏi là cái điều gì nữa không ạ? Xin mời Xuân Thanh tiếp tục ạ. Vâng, thưa các bạn thân mến, ngày hội chiêu lần đây không chỉ dành cho các em nhỏ kém may mắn, đơn giản là một ngày vui, mà còn hỗ trợ cho các em phần nào về mặt vật chất cũng như tinh thần, để ngày tự trường của các em trở nên mới hơn và rộn ràng hơn. Chương trình sẽ còn diễn ra cho đến hết ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì chúng ta xin chúc cho ngày hội diễn ra thật là thành công trọn vẹn và chúc cho các em có một ngày hội thật vui tươi và ý nghĩa. Còn bây giờ thì Thành phải nhường sóng lại cho Lệ Hằng và Thùy Trinh rồi. Tạm biệt Thùy Trinh, Lệ Hằng và tất cả các bạn đang nghe trên Sinh viên Khánh Hòa. Rồi, cảm ơn Xuân Thành đã kịp thời chuyển đến các bạn thính giả cũng như Trinh và Hằng không khí rất là hào hứng và sôi động của ngày hội Children's Day.